trời rồi đóng cửa à? Từ từ đã ông ơi, tắt cái trên đi, để cái dưới thôi. Tắt cái cục trên đi, tắt cái motor trên đi, để cái dưới rồi. Tạm để cái motor dưới thôi. Để cho nó tự vào nguồn, nó quay đều lại, không quay nữa. Đấy rồi, nó trộn dưới trước. À, cho đỡ bụi. Cái bé này khác thì làm các bé này chỉ đánh tổng khoảng 5 phút, 6 phút, 4 phút, 2 phút, 2 phút, 2 phút. Bên bánh rồi anh 5 cần giấy mẹ ăn cả. Hả? Bột giấy cả. Bột là bột bánh bao đánh không? Bọn cháu đánh bột bánh bao đâu, chúng nó có mấy thế này. Bột bánh đỏ nó mềm, bột mềm đánh không giấy sẵn. Cứng, đập nó dễ nhanh vậy. Hướng bộ nhiều nước. Không nhiều đâu, vừa lắm rồi. Giờ bình thường cái máy nhỏ đấy 3 cân nó có được nhanh, nhưng máy nhà mình có 3 cân. 3 cân rồi. Không, đừng quấy ngược nhé. Để nó. Nó quậy nó lại. Cái máy này sao lại motor của anh chị? Cùng một chiều luôn này. Không, đào 2 chiều. Cả hai đảo, cả trên cả dưới gọi là xoay gọi là cả 2 chiều. Đào được 2 chiều này cho nên một hơi đó. Đó. Tí nữa là xong á, đủ tính rồi. Ăn. Anh nghe chắc là chuyên đúng không? Chuyên luôn. Bây giờ tính ra làm sao được 2 gam nhỉ? 2 gam đúng không? 2 gam một tí nữa có cái cân điện tử này, do mình điều chỉnh thôi, mình cân theo ví dụ như mình điều chỉnh băng tải nhanh chậm này với độ đùn da này, độ dọc cắt này nó không đùn tròn mà nó sẽ đùn dài, đùn dài ra. Đúng rồi. Nó dài như này nên mình xếp thẳng vào khay mình không phải về luôn. Máy như máy BC kia chỉnh